Còn ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo, Trương Thùy Dương, số báo danh 03. Anh hỡi, mình cho đắm say nhau rồi, thì hãy giữ cho những yêu thương sẽ mãi không rời xa. Và đừng ngoảnh mặt nhìn sâu, em mong anh hãy đừng quá trả lại, gửi lên lòng em cùng bao nơi đây. Mình đã đi qua, khi đã cay xe. Trời đang mưa rơi, em cô đơn nơi góc tôi, lặng lẽ đếm những kỷ niệm vượt qua. Người em trong vòng tay anh, đêm trôi quá nhanh, có hay ta chia tay nhau trong tiếc nuối? Vì ai hôm nay cũng có lối riêng, con đường anh giờ đi đã không có em. Anh hãy cố quên, anh hỡi. Mình chót đắm say nhau rồi, thì hãy giữ cho những yêu thương sẽ mãi không rời xa. Và đừng ngoảnh mặt nhìn sâu, em mong anh hãy đừng quay trở lại, gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đang cách xa. Hãy mang theo em đi với kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi.
lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đã cách ai xa. Anh mang theo em đi với kỷ niệm, khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau mình đã đi qua, nay đã rất xa, đang xa thật xa. Chúc mừng Trương Thủy Dương, số báo danh 03 đã hoàn thành phần dự thi của mình.